Đeo kính áp tròng tái sử dụng có nguy cơ mắc bệnh viêm loét giác mạc cao hơn 4 lần so với sử dụng kính áp tròng dùng một lần. Đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Australia và Anh vừa được đăng trên tạp chí Ophthalmology. Nghiên cứu cũng chỉ ra việc tắm bằng vòi hoa sen trong khi đeo kính áp tròng làm tăng nguy cơ viêm giác mạc gấp 3,3 lần và sẽ gấp 3,9 lần khi dùng qua đêm. Trường hợp tái sử dụng kính áp tròng dùng một lần, nguy cơ sẽ tăng đến 5,4 lần. Vì vậy, để phòng ngừa viêm loét giác mạc, các nhà khoa học khuyên mọi người nên chuyển từ kính áp tròng tái sử dụng sang kính dùng một lần.